Cảnh sát giao thông vào cuộc xác minh vụ xe Mercedes đang di chuyển bất ngờ đổi biển số. Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh làm rõ vụ việc xe Mercedes E250 đang di chuyển trên đường phố tại Hà Nội bất ngờ đổi biển số Liên quan đến việc các cơ quan báo chí đưa tin, chiếc xe ô tô hiệu Mercedes đang di chuyển trên đường phố Hà Nội đã bất ngờ thay đổi biển số từ biển trắng 30F gạch 462.75 thành biển xanh 80B gạch 4329. Cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội tổ chức xác minh làm rõ thông tin báo nêu. Khi có kết quả xác minh Cục Cảnh sát Giao thông sẽ thông tin cho các cơ quan truyền thông báo chí. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 12, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô Mercedes E250 màu đen đang lưu thông trên đường tại Hà Nội thì bất ngờ từ đội biển số từ màu trắng 30F cách 462.75 sang màu xanh 80B cách 4329. Sự việc diễn ra rất nhanh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì nghĩ hình ảnh này chỉ có ở trong những bộ phim hành động. Theo xác minh từ cơ quan chức năng, ô tô Mercedes E250 mang biển kiểm soát 30F gạch 462.75 được đăng ký vào tháng 11 năm 2018. Người có tên trong giấy đăng ký xe là Trương Tuyết Nhung, địa chỉ thường trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Trên hệ thống lưu trữ dữ liệu, biển kiểm soát 30F gạch 462.75 được đăng ký cho chiếc xe Mercedes Benz sản xuất năm 2018. Chiếc xe có biển kiểm soát màu xanh 80B gạch 4329 được đăng ký vào tháng 7 năm 2009. Chủ phương tiện là một cơ quan chức năng trung ương có địa chỉ tại Hà Nội, biển kiểm soát màu xanh 80B gạch 4329 được đăng ký cho xe Mercedes Benz sản xuất năm 2008. Tô Linh Hương ai nữ của Tô Huy Chứa, lại xe Mercedes có hai biển số vào viện thăm tra. Xem video như siếc xe Mercedes đen đang chạy, biển số xe màu trắng 30F quay một vòng 180 độ vào trong, biển số xe màu xanh 80B hiện ra trước khi xe quẻ vào bệnh viện. Điều này cho thấy bọn quan chức cổng sản đứng trên pháp luật. Tô Linh Hương là ai nữ của Tô Huy Chứa, người đã điều khiển chiếc xe ô tô Mercedes mang biển 30F gạch 462.75. Chủ đăng kiểm là Trương Tuyết Nhung, vừa ông dứa, đang lưu thông trên đường Phùng Hưng. Hà Nội thì bất ngờ đổi biển, tự động thành xe biển xanh 80B-4329 để rẽ vào cổng bệnh viện quân Y-103. Biển màu xanh 80B-4329 là bởi Cục Cảnh sát Giao thông cấp cho Nguyên ủy phiên Bộ Chính trị Tô Huy Sứa. Được biết Tô Huy Sứa đang nằm điều trị tại viện quân Y-103 vì bị một chấn thương cuộc sống, nên Tô Linh Hương chở bà Nhung vào viện thăm bố. Còn Linh Hương là người tình của Trịnh Xuân Thanh thời hai người còn làm ở BBC. Nghe thông tin bên lề cho rằng đây là phát súng lệnh của Nguyễn Phú Trọng nhằm dọn đường cố gắng đưa cụi Tô Huy chứa cùng Vũ Huy Hoàng là tàn dư của phe Nguyễn Tấn Dũng vào lò, đập tàn là chắn cuối cùng của phe Nguyễn Tấn Dũng trước đại hội 13. Nếu thế thì sang năm 2020, nhiều chuyện hay để thiên hạ coi, tình đồng chí trong đảng quá lạnh lẽo. Kim Ngân từng đòi kết tội một cá nhân trong ban tổ chức trung ương liên quan đến việc luân chuyển hàng loạt cán bộ hồi năm 2015. Mục tiêu Kim Ngân nói đến là Tô Huy Sứa, thuê ông Sứa là kiến trúc sư cho việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh vào Hậu Giang. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh từ Lê Sớt, Biển Xanh đến lệnh truy nã Bộ Công an phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh. Những vụ việc liên quan đến ông này bắt đầu được dư luận chú ý khi báo chí đưa tin về chiếc xe lê tư nhân gắn biển xanh chạy trên đường phố Hậu Giang. Tháng 6 năm 2016, báo chí đưa tin về việc ông Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, sử dụng xe cá nhân lê gắn biển số xanh. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải thích do địa phương thiếu xe nên ông Thanh mượn chiếc xe hơn 5 tỷ này đưa vào Hậu Giang để tiện công tác. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hậu Giang cấp biển số xanh 95A-0699 cho xe tư nhân nhằm phục vụ việc đi lại của ông Thanh. Vào cuộc làm rõ vụ việc, cơ quan chức năng xác định ông Trịnh Xuân Thanh thời điểm đó không thuộc diện được xe biển xanh đưa đón. Lúc này tỉnh ủy Hậu Giang thừa nhận việc cấp biển xanh cho xe lê xuất LX570 là sai. Ngày 9 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 9 cơ quan kiểm tra xem xét kết luận những nội dung bài báo liên quan đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh có 3 vấn đề được báo chí đề cập. Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh được đưa đón bằng chiếc xe Lexus Lợi ích 570 là xe tư nhưng gắn biện xanh, tình trạng thua lỗ nặng ở tổng công ty BVC, nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ năm 2007 đến năm 2013 và dù lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhưng ông Thành vẫn được bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh. Tại kỳ họp lần thứ sáu, ủy ban kiểm tra trung ương đã đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang vì nhận thấy những khuyết điểm phi phạm của ông Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước. Sau đó, ban bí thư biểu quyết bằng phiếu kín với 100% phiếu đồng ý kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng với ông Trịnh Xuân Thanh. Ngày 16 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật hình sự với ông Trịnh Xuân Thanh, xác định bị can đã bỏ trốn Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế với ông này. Tháng 8 năm 2013, Bộ Công Thương điều động ông Trịnh Xuân Thanh về làm phó tránh văn phòng Bộ Công Thương. Tháng 5 năm 2015, Ông Trịnh Xuân Thanh được thuyên truyền làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016, vụ việc chiếc xe lây biển xanh gây xôn xao dư luận một tháng sau đó. Biển xe và nhân cách không cần biết chiếc xe Mercedes là của ông bà nào, nghị định 24 của chính phủ quy định chỉ có tứ chủ mới được dùng xe công sau khi thôi việc. Biểu mục giá xe cũng chỉ 1,1 tỷ đồng trợ xuống, chiếc xe Mercedes. E250 này tầm giá của nó là vài tỷ, nếu được cấp nguyên chiếc xe thì vi phạm một loạt nguyên tắc nếu chủ nhân thuộc cái biện xanh nghĩa là hành vi hình sự xin nhường lời cho người làm luật ở đây xin bàn đến tư duy tư duy đó là một miếng sữa đàng tham lam vô độ tham lam đến mức một cái biển xanh cũng cố vừa vẹn cho mình cái thời mang vết nước nuôi cơm lên cơ quan xin tí điện tưởng đá qua lâu nay đến một người đi xe mercedes cũng vặt vãnh không bước qua được cái phèn trong tâm thức cứ thấy miếng sữa đàng là phải vơ vẹn cho kỳ được. Một cái biện xanh không cầm lòng nổi thì trăm tỷ nghìn tỷ làm sao có thể giữ tâm không dao động. Tiêu suy thứ hai, nguy hiểm hơn là cựu vua chúa, thích làm gì thì làm, phương pháp giữ chân mình, trước quyền cứ đó đụng chuyển bốc điện thoại một cuộc hành thông tắp lự, nhưng vẫn phải đeo biện xanh vào cho oai, cho quyền thế. Là cựu muốn phân biệt với thường dân, cũng vì thế thời không được ngồi cựu tám người kiêng nên nghĩ ra trò đó để giải tỏa ấn ức quyền lực. Nó biểu trưng cho một bộ phận quan chức cái gì cũng muốn, tiền tài danh vọng, đặc quyền đặc ân vơ vén bằng hết, đến khi đăng đàn thì lại đổi màu nói về nói dối, dạng nghèo dạng cụ kiên định sắt son. Dùng biện xanh biện trắng biến hình giữa phố tức là đem pháp luật ra làm trò đùa, coi dư luận như không có, một hành động vừa đánh cắp tôn nghiêm quốc gia, vừa trà đạp niềm tin của nhân dân. Biện sai hai màu thì ăn ở với dân không thể một lòng. Việt Nam xôn xao vụ xe cao cấp hồ biến biển trắng thành xanh. Dư luận ở Việt Nam đặt câu hỏi, xe đổi biển trắng thành xanh giữa đường Hà Nội có phạm luật. Sự việc được cộng đồng mạng xã hội ghi nhận hôm 17 tháng 12 trên đường Phùng Hưng Hà Nội và chia sẻ nhiều ngay lập tức, gọi là hiện tượng xoay biển xe, hình ảnh này thường thấy trong một vài bộ phim trinh thám. Trong Infonet.vn hôm 18 tháng 12 cho hay, ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 30F gạch 462.75 được đăng ký vào tháng 11 năm 2018, người có tên trong giấy đăng ký xe là Nhung có địa chỉ thường trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội. Bài báo không trích nguồn nào cho hay về tên tuổi chủ xe và vì sao chỉ có tên không có họ, cũng không rõ Nhung này là nam hay nữ. Vẫn Internet viết, biển kiểm soát 30F gạch 462.75 được đăng ký cho xe trước. Mercedes-Benz sản xuất năm 2018 còn biển kiểm soát màu xanh 80B-4329 chưa rõ là biện thật hay dạ. Mẹ bảo cho hay Bộ Công an Việt Nam cam kết sẽ điều tra vụ việc và thông báo chi tiết dư luận ở một số quốc gia châu Âu việc gắn hai biển cho một xe là phạm pháp. Tuy thế có những băng nhóm tội phạm dùng biển xoay để gây án và tránh bị camera an ninh chụp hình ở việt nam cũng có luật sư nói dùng hai biển như trên là phạm luật tuy thế khả năng băng đảng tối ác giảm dùng biển xanh có vẻ ít xảy ra vì đây là loại biển dành cho cơ quan cấp cao theo luật của việt nam biển xanh chỉ cấp cho xe của các cơ quan trung ương đảng cộng sản cầm quyền văn phòng chủ tịch nước văn phòng quốc hội đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cấp các ban chỉ đạo trung ương công an tòa án viện kiểm sát các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cũng được dùng biển xanh. Biển này đem lại ưu tiên nhất định trong giao thông cho người lái xe và dùng xe nhưng báo chí Việt Nam thường xuyên đăng tải về hành vi bất thường của các lái xe hoặc trụ xe biển xanh. Ngày 18 tháng 12, một trang web là thương trường vn đăng tin nói ngày 16 vừa qua, trên đường Phạm Hùng Hà Nội, một xe Toyota bị ghi lại hình ảnh đổi biển kiểm soát từ trắng thành xanh trong ít giây. Cũng mới tháng 9 năm 2019, đài báo Việt Nam đăng tin một người lái xe biển xanh ở Thanh Hóa đã tát cảnh sát giao thông. Các tin như lái xe biển xanh đầm người bỏ chạy cũng hay được đăng, quan tâm và phê phán. Từ hôm 17 tháng 12, cộng đồng mạng Facebook ở Việt Nam và nước ngoài đã chú ý nhiều đến hiện tượng này. Quý Bom Marcel, mấy ông hay lấy xe công đi từ tùng thích vụ đổi biển này lắm này Ông Nguyễn Anh Tuấn, dòng ông xe của Simpon được đổi cả chục biển lần kia. Trần Văn Tú, gan to nhị, mà cũng tài nữa sống hết trong phim hành động, hiệt lưu, như đến phim Transporter do Start Time vai chính. Trên đây, nó lấy xe công làm xe tư, khi cần thì công, cần thì tư, ăn trên đầu dân, mà dân vẫn phấn khích vì chị thấy trên màn ảnh. Lòng Nguyễn, lúc trước có ai đó đọc báo thấy xe biển số xanh nên thắc mắc, thế là lò ra, trịnh Xuân Thanh, rồi cái này không biết, còn đọc báo và lời ra cái gì nữa Châu đoàn chỉ trong nháy mắt biển trắng lật thành xanh và cũng chỉ qua một đêm bao nhiêu bài báo về nội dung này cũng biến mất tôi cứ tưởng ở đất nước ta mọi người đều bình đẳng trước pháp luật hóa ra không phải có những quyền lực đứng trên pháp luật xe có thể biến màu biển trong nháy mắt và những bài báo có thể biến sau một đêm việt nam còn là một đất nước kỳ lạ trần hồng quang ngoài những xe chuyên dùng được hưởng quyền ưu tiên như cứu thương cứu hỏa, cảnh sát hay một số xe quân sự, thì việc biển số xanh đỏ ở Việt Nam nên thống nhất loại bỏ để tạo sự bình đẳng khi tham gia giao thông vì rất nhiều xe biển xanh đỏ đi sai luật và mập mơ mục đích công vụ cho nói tới thái độ của các lái xe biển xanh đỏ. Sau này nên có biển xanh với những ưu tiên như parking, lan đường, khuyến kích xe chạy năng lượng sạch.